Xin chào cả nhà nhé. Và một buổi sáng mình lại tiếp tục đi rừng. Nhưng mà sáng hôm nay là mình sẽ quay cho anh em xem cái tổ chim. Không biết là chim gì thì nó làm ngay ở chỗ cái bụi cỏ danh này. Cái cây không biết là cái dây gì ấy, dây mây, dây gì ấy. Thì mình cũng không biết là chim gì thì chắc là nó đang ấp anh em ạ. Mọi khi thì mình qua đây mình cũng thấy nó bay ra nhưng mà mình cũng chưa thấy cái tổ nó ở đâu. Và hôm nay mình sẽ quay nhá. Và mình sẽ lên rú cái bụi kia để nó xem nó bay ra từ cái chỗ nào. Và mình sẽ tìm cái tổ xem là có trứng hay là có con nhỏ nhá. Anh em chú ý vào cái bụi này nhá, xem là nó bay ra từ đâu nha anh em nhá. Thì mình ngày nào xuống đây thì cũng gặp nó bay ra nhưng mà mình cũng chưa thấy nó bay từ chỗ nào ra. À, ngay đây thôi anh em ạ. Ngay đây thôi. Mình thấy nó bay ra rồi nhá. Mạng nhện quá. Có 4 quả trứng anh em ạ. Đấy, có 4 quả trứng đang ấp nha anh em nhé. Đây. Chắc là chim nhỏ thôi anh em ạ. Cái tổ nó cũng làm rất là nhỏ thôi. Nên là mình kéo về rồi nhé. Đây. Trứng rất là đẹp luôn. Đang ấp 4 quả nhé. Đây. Nó làm ở trong cái bụi cây mây này. Đây. Ngày nào mình xuống đây và mình cũng thấy con mẹ nó bay ra nhưng mà mình cũng chưa xem là cái tổ nó ở đâu. Và sáng hôm nay mình chợt nhớ đến, mình sẽ quay cho anh em xem. Tổ chim rừng nha anh em nhé. Không biết là ấp được bao nhiêu ngày rồi. Cái này là chắc là sắp đẻ rồi nha anh em nhé. À, mình thấy con mẹ nó kêu. Kêu đâu bên cạnh này. Đấy. Không biết chim gì nhưng mà thấy con mẹ nó kêu. Và cái khu vực này chính là cái khu vực mà hôm trước dính em cá mèo mà bị đứt dây nhé. Tí mình xuống mình sẽ quay cho anh em xem. Và mình sẽ đặt cái bẫy khác, bẫy mình lấy từ nhà đi, mình sẽ lại đặt xuống chỗ cũ nhé. Và cái tổ chim ở đây, lúc nào để mình lại quay cho anh em xem. Và giờ mình sẽ tạm dừng để mình xuống đến chỗ cái bẫy mà hôm trước bị đứt dây cáp kia nhá. Mình đã xuống đến cái chỗ mà cái bẫy dính em cá mèo kia nhá anh em nhá. Đây. Cái hố bẫy đây. Cái hố bẫy của mình đây. Nó sập vào cái bàn vẫn giữ nguyên vị trí này. Thì hôm đấy mình vội đi tìm, mình cũng không cầm theo cái bàn. Thì sáng hôm nay mình lại mang theo cái bẫy khác. Và mình
buộc cái dây cáp mới nhé. Mình tới nay sẽ phải thay cái dây cáp bằng dây xích thôi. Thì bây giờ tạm thời mình chưa có thời gian thì mình cứ buộc dây cáp đã. Đây, cái chỗ hôm trước dính đây nhá, nó cũng cào xé rất là khủng khiếp. Và mình sẽ gài cái bẫy này xong và mình sẽ xuống bên dưới để thăm hai ba cái bẫy cạm và mấy cái bẫy dây mà hôm trước mình chia sẻ cho anh em kia nhé. Và giờ mình sẽ tạm dừng để mình gài lại cái bẫy xong là mình sẽ đi thăm một số cái bẫy nữa. Và mình đã lại gài xong nhé, và giờ mình sẽ di chuyển để đi xuống thăm cái bẫy bên dưới xem là còn có kết quả gì không nhé. Thì cái video này mình cũng chủ yếu là quay cái tổ chim và thăm một số cái bẫy mới mà hôm trước mình quay cho anh em xem. Hình như cái bẫy của mình sập rồi anh em ạ, cái bẫy cạm nhá. À dính một em xóc đất rồi anh em ạ. À em chồn đèn. Em chồn đèn nhá anh em nhá. Đây. Hóa ra là dính một em chồn đèn, mình cứ tưởng là xóc đất nhưng mà không phải. Đây. Cái hố bẫy của mình đây nhá. Đây, em chồn đèn. Ôi, có rất nhiều là ruồi nhá anh em nhá. Và giờ mình sẽ tranh thủ bắt để tuyệt vời luôn anh em ạ. Con này cũng bé thôi, con này chắc là tầm 7-8 lạng. Không ngờ kết quả lại một em chồn đèn nhá. Không ngờ là ở khu vực này vẫn có chồn đèn anh em ạ. Ở trên đỉnh đồi thôi. Tuyệt vời nhá. Lại tiếp tục lên hang. Thôi và giờ mình sẽ bắt và mình sẽ gài xong và mình sẽ đi thăm những cái bẫy dây của mình ở bên trên. Hàng mình đã bắt xong nhá. Và cái bẫy của mình cũng đã gài xong và mình sẽ tiếp tục đi thăm những cái bẫy tiếp theo. Cái mùa này thì mình cũng đặt rất là ít bẫy nha anh em nhé. Kìa có một cái bẫy này. Mình chủ yếu là đặt một số cái bẫy dây để bắt gà rừng gà lôi thôi. Đây, cái bẫy dây nhá. Một cái bên trên này nhá. Và đây tiếp tục một cái bẫy cạm nhé. Đây cái bẫy dây nhé. Chuẩn bị đến cái bẫy cạm tiếp theo. À, cái này cũng bật rồi anh em ạ. Cái này bật dính được một em chuột nhá. Đây,
một em chuột. Và mình sẽ sang đến bên kia để thăm hai cái bầy dây nữa. Gà rừng bới này anh em này. Đây nha anh em nhé. Cái ngay trước mặt nhưng không bật nhé. Và một cái đầu bên dưới kia nhưng mà cũng không bật rồi. Mình nhìn từ xa cũng đã thấy rồi và mình cũng không đi đến cận cạnh nữa. Mình sẽ quay ngược trở lại để xuống thăm một cái ở đầu bên dưới kia nữa. Hai cái nữa nhé. Hai cái bầy dây nữa. Hôm trước mình có đặt ấy, quay cho anh em xem ấy. Và tí sang để bên kia mình mới lại quay tiếp nhé. Và còn có 2-3 cái bầy nữa thôi nha anh em nhé. 2 cái bầy dây và 1 cái bầy cạm cuối cùng nữa thôi là hết cái khu bầy mà hôm trước mình đặt rồi. Thì mùa này đặt nhiều và không đi thăm được thì cũng nó rất là hay bị hỏng nhá. Đây là cái bầy dây trước mặt mình này. Đây một cái bầy dây nữa nhé. Móm rồi anh em ạ. Còn một cái bầy cạm cuối cùng. Gà rừng bới này anh em này. Bới rất là nhiều. Đây trước mặt mình một cái bầy cạm nữa nhé. Nhưng mà kết quả là móm rồi anh em ạ. Chuyến thăm bẫy của mình buổi sáng ngày hôm nay kết quả là dính được một em trộn đèn. Thì mình chủ yếu là đầu tiên là mình chủ yếu là quay cho anh em xem cái tổ chim thôi, nhưng mà tiện thể thì mình đi thăm những cái bẫy của mình thì mình kết quả là dính được một em trộn đèn thì cũng rất là may mắn rồi. Và chuyến thăm bẫy của mình cũng khá là hài lòng. Một em trộn đèn tuy bé thôi nhưng mà cũng gọi là lên hàng và có kết quả nha anh em nhé. Thôi và giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Hẹn gặp anh em trong những cái chuyến thăm bẫy tiếp theo. Anh em xem video thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ mình để có thêm động lực làm nhiều video mới và hay hơn. Chào tất cả anh em.